Xin chào anh em. Hôm nay ngày 17 tháng 2 năm 2023 tại chỗ tô cũ Quảng Ninh có địa chỉ ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Em Quân Ô Tô hạnh giới thiệu cho anh em ba cái mẫu xe Toyota Hilux lùi đồng cuối đá phá không hỏng hiện được bày bán tại đây. Thì cái chiếc ở giữa anh em đang quan sát đây thì là về được khoảng một tháng rồi. Còn hai chiếc hai cạnh màu trắng sứ thì mới về trong buổi chiều ngày hôm qua. Chiếc 214 này thì về trong buổi chiều ngày hôm qua, còn cái chiếc 18 này thì vừa về được dọn dẹp rất là kỹ và được đánh về đây để bày bán, giới thiệu sản phẩm cho toàn thể anh em nắm bắt được thông tin về những mẫu xe ở đây. Hiện tại thì nhà em có rất là nhiều xe anh em nhé, đấy anh em có thể quan sát này, rất là nhiều xe bán tải. Còn có những chiếc thì nó đã được tổ chức sinh nhật hơn một năm rồi, nhưng mà có những chiếc thì vừa mới về thôi. Thì đặc biệt là trong đấy có hai chiếc Toyota Hilux màu trắng này thì mới về này, còn cái chiếc màu bạc này thì anh em, nếu mà anh em theo dõi kênh của em thường xuyên thì có thể thấy là em đã review cách đây khoảng một tháng rồi. Thì hôm nay có nhân tiện là có ba cái chiếc Toyota Hilux đời rất là cao nên em giới thiệu cho toàn thể anh em nắm bắt được thông tin về những cái mẫu xe này. Anh em nào mà đang có nhu cầu sở hữu cho mình một chiếc bán tải Toyota Hilux còn rất là đẹp anh em nhé, xe lướt rất là đẹp thôi, thì có thể liên hệ ngay cho em Quân Ô Tô qua số 0364763888 để được em tư vấn và giới thiệu một cách chi tiết từng cái chiếc xe một tới toàn thể thông tin tới toàn thể anh em. Cái chiếc sản xuất năm 2 biển 18C này thì được em mua tại chính chủ tại thành phố Nam Định. Chiếc xe biển 18C này thì được em Quân mua trực tiếp tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định ạ. Tại thành phố Nam Định chính chủ, tuy nhiên chính chủ một chủ từ mới luôn. Xe cũng còn rất là mới, sản xuất năm 2020. Đăng ký tháng 11 năm 2020, có bảo hiểm thân vỏ đầy đủ, xe được cắm ký gửi tại ngân hàng. Cho đến ngày hôm nay thì em Quân Ô Tô vẫn chưa nhận được đăng ký của ngân hàng anh em ạ, Và chủ nhân họ vẫn cho giữ lại 200 triệu, khi nào nhận được đăng ký thì mới thanh toán nốt. Hiện tại chiếc đăng ký này đang được Toyota thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, tức là chiếc xe này mua tại thành phố Hồ Chí Minh. Toyota thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển phát nhanh ra Toyota Nam Định thì em chờ đó để nhận. Thì trong quá trình đó thì em đã spa con này rất là kỹ này. Anh em có thể nhìn thấy nước sơn nó rất là bóng, được em tỉa tót một chút hôm anh em mua về, anh em nào theo dõi em thì biết ấy. Em tỉa tót một chút và đánh bóng, hôm nay nó đẹp cực đẹp luôn. Em thấy nó sáng quắc, nó sáng và nó đẹp, nó sạch sẽ tinh khiết luôn. Còn cái chiếc này thì anh em chợ ô tô cũ Quảng Ninh mua tại tỉnh Thái Bình ấy, sản xuất năm 2020, form cũ. Mua tại tỉnh Thái Bình, 17C15717. Chiếc xe màu bạc này thì cũng được em giới thiệu thường xuyên trên kênh YouTube của em Quân Ô Tô. Anh em nào mà có thể theo dõi em thì nắm bắt được rất là rõ là chiếc này em đã về được hơn một tháng rồi, trước Tết, con này về trước Tết cơ. Đấy. Đây là chiếc màu bạc anh nhá, màu bạc hay còn gọi là màu xám bạc, màu này nó hơi xám một chút chứ nó không bạc trắng như chiếc khác. Còn cái chiếc này thì vừa về trong nhà em trong buổi chiều ngày hôm qua. Chiếc này thì chưa kịp dọn dẹp thì mới rửa qua thôi. Chiếc xe cũng mang nước sơn màu trắng sứ. Chiếc này thì sản xuất năm 2021, còn cũng rất là mới luôn, lốp theo xe rồi, lốp xe cua còn mới tinh tình tình luôn. Xe mang nước sơn màu trắng sứ, cũng rất là đẹp anh em. Chiếc này thì rất là đẹp, có thể nói là đẹp nhất trong ba chiếc kia, nhưng mà chưa được spa, chưa được đánh bóng đánh biếc gì cả, nên là cái màu sơn nó gọi là hơi xuống màu một chút thôi. Nhưng mà nó cũng rất là đẹp em, màu camay này là màu đẹp nhất rồi. Con này thì lên full đồ màn hình cam lùi, cam hành trình, cam 360 độ đầy đủ hết anh em, đầy đủ hết không thiếu một chi gì à. Đấy thì hiện tại em đang có ba chiếc này giới thiệu cho toàn thể anh em. Chiếc 2021 này nhà em đang chào bán với giá tiền là 705 triệu đồng ấy nhá. 705 triệu đồng. Cũng bao check hãng cho anh em thoải mái, con này có full lịch sử bảo dưỡng hãng, luôn. Tức là chủ nhân họ chỉ bảo dưỡng ở trong hãng thôi, chưa bảo dưỡng ở ngoài một chút xíu nào cả. Và còn bảo hiểm thân vỏ nguyên bản, xe chạy 4 vạn 2 km anh em nhá, 4 vạn 2 km. Đấy, xe rất là đẹp, anh em có thể nhìn tổng quan này, nó quá là đẹp, xuất sắc luôn này. Còn bên cạnh đây là chiếc sản xuất năm 2020. Về cơ bản thì nó giống nhau rất là nhiều, chỉ khác nhau ở cái mặt ca lăng một chút. Một chút ở mặt ca lăng và một chút ở cái lốp. Đấy, cái vành na răng thôi anh em, vành na răng thôi. Còn lại tất cả các thông số của chiếc xe này đều động cơ 2.4 cả. Số tự động cả nhé, đều động cơ 2.4 số tự động cả. Đấy, xe thì mang nước sơn màu bạc, cũng bản E nhé anh em nhé.
Chiếc Toyota Hilux 2020 này, cuối 2020 con này nó đã form 21 rồi, nhưng mà tức là đời của nó đời 21 nhưng nó sản xuất năm 2020. Xe mang nước sơn màu cũng màu trắng ca may, màu trắng ngọc trai nha. Được em đánh bóng con này thì được em tỉa tót đánh bóng rất là nhiều. Con này thì nhà em đang chào bán với giá tiền là 685 triệu đồng. Chiếc này thì là 665 triệu đồng, xe mang nước sơn màu bạc 665 triệu đồng. Và chiếc sản xuất năm 2020 này thì là đang thì bên em chào bán với giá tiền là 685 triệu đồng, có bớt có bao rút hồ sơ. Xe này cũng full lịch sử bảo dưỡng hãng và có bảo hiểm thân vỏ đầy đủ, anh em, bảo hiểm thân vỏ đầy đủ. Đấy, gầm bệ sắt xi đẹp nguyên man con ngan, không một điểm chê nào, lốp theo xe giấy bịch như này, lốp theo xe cũng giấy bịch như thế này, rất là đẹp. Và nội thất con này trong ba con thì nội thất con này có thể nói là đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc nhất, được chủ họ rất là trau chuốt. Không nhiều đồ như con 21 nhưng mà nội thất rất đẹp, nội thất rất đẹp, anh em có thể nhìn đấy. Ghế bọc da Lapan xịn anh em nhé. Đấy, anh em sờ này, nó cực êm luôn. Ghế nội thất Lapan xịn con này thì ghế rất là đẹp, nội thất cực êm và được em dọn nội thất cực kỹ. Cực kỹ nhở. Mặc dù hôm em về em quay ấy, bộ nội thất của nó đã đẹp lắm rồi, nhưng em vẫn quyết định dọn nội thất để cho nó sạch và nó đẹp, nó thơm tho hơn. Xe bán tải thì anh em hay đi công trình công trường thì nó hay hôi, nhưng con này nó cực kỳ sạch và cực kỳ đẹp đấy nhá, cực kỳ sạch, cực kỳ đẹp anh em nhìn. Đấy, hệ thống táp lô của nó nữa này anh em. Tất cả mọi chi tiết trong cái con xe này anh em không có một cái điểm gì để chê cả, từ cái nước sơn cho đến thân vỏ, đến từng con ốc, đến nội thất của nó, đến nội thất của nó cực kỳ đẹp luôn này. Đấy, được em trau chuốt rất là kỹ, con này thì được em trau chuốt cực kỹ luôn. Còn con trắng 21 kia thì nó đẹp quá rồi thì không nói làm gì cả. Con đấy thì em về cái thì em cho rửa ráy sạch sẽ cái là em lên sóng luôn, bởi nó không có điểm xước. Còn con này hôm em mua về thì có một cái tí điểm xước ở hông này, nếu anh em nào theo dõi kênh của em thì biết. Đấy, em cho đi đánh bóng luôn, spa một chút và đánh bóng, họ tuyệt đẹp luôn. Đây là anh em nhìn, nội thất con này thì không một điểm nào để chê anh em nhá, không một điểm nào để chê cái con này cả anh em ạ. Đấy, cái ghế của nó đẹp kinh khủng khiếp như này, anh em nhìn dã man luôn, được chưa, ghế bộ nội thất. Đấy, nói chung là con này thì không có cái gì để anh em chê bai cả. Đấy, kể cả nước sơn nó đã được đánh bóng rồi, anh em mình nó bóng nhẫy luôn, nó bóng về đúng cái màu xịn của nó như ở trong này này, như màu zin luôn. Cái màu ngoài thì nó sẽ hơi xỉn một chút đấy, anh em nhìn này. Đấy, để ngoài mưa nắng đây, cái màu này đấy, nó ăn đúng theo cái màu này như kiểu mà mới xuất xưởng ra đấy anh em. Đây anh em nhìn này, ghế của nó này đẹp. Một con xe mà anh em đến xem xe thì không chê được một cái điểm gì cả. Phần này cũng bọc da Lapan xịn nhá, nguyên bản của cái phần này là nỉ này, nỉ này. Đấy, vô lăng phím còi các thứ đẹp, màn hình Android cỡ lớn, có cam hành trình kỹ hợp trên này anh em nhé, có cam hành trình kỹ hợp trên này, chân nỉ còn nguyên bản theo xe mới tinh. Chiếc xe cũng được chủ xe họ trang bị thêm một cái lắp thùng kéo và thanh thể thao quen thuộc của Toyota Hilux anh em nhé. Đây là trang bị thêm thôi, còn phiên bản E này thì nó sẽ không có cái thanh thể thao và không có lắp thùng, thậm chí nó không có cả cái lót thùng như này nữa. Chủ nhân về họ phải trang bị thêm. Kể cả ghế thì của con này nó cũng nguyên bản của nó là ghế nỉ, ghế nỉ 100% chứ không phải là ghế da như này đâu anh em nhé. Ghế da này là ghế da bọc thêm thôi, ghế da bọc thêm, và chủ nhân họ rất là chịu chơi bọc thêm hẳn cái ghế da Lapan xịn này. Anh em đi con này đi thích lắm anh em, đi cực sướng luôn. Quay sang cái chiếc 21 nhé anh em nhé, quay sang cái chiếc 21 này. Đấy thì anh em nhìn cái chiếc 21 này thì nó full đồ rồi anh em, full đồ rồi. Anh em có thể nhìn thấy một cái camera lắp ở phía trước này, tức là con này nó đã có 3 cam 360 độ rồi. Chỉ mỗi tội sơn si nó chưa được đánh bóng thôi anh em nhé, chưa đánh bóng thôi thì nhìn nó hơi gọi là hơi xỉn hơn một chút, hơi cũ hơn một chút cho chiếc kia thôi. Còn chiếc này thì nó rất là mới, thực tế thì nó mới hơn, thực tế mới hơn. Anh em có thể nhìn thấy ni lông rồi, ni lông còn chưa bóc, ni lông còn chưa bóc hết này anh em thấy không. Đấy, màu này nếu mà cho được đi đánh bóng nữa thì nó lại đẹp như ở trong lòng này luôn anh em, đẹp như ở trong lòng này luôn. Con này ghế của nó cũng nội thất bọc da Lapan anh em, bọc da Lapan nhưng ở da nó da màu đen. Đấy, thì nhìn bên trong nó chỉ không sáng bằng cái con kia thôi, nhưng da này nó là da xịn, cũng da xịn như con kia, cũng da xịn như con kia, và sờ nó rất là êm, ngồi nó rất là êm anh ạ. Đấy, một bộ ghế da rất là xịn sò, cả hai con đều được trang bị khá là kỹ, đến tận răng, thận răng. Đấy, đẹp chưa, rất là đẹp mướt luôn. Chủ nhân họ cũng rất là cầu kỳ, đó là họ dán một cái dân carbon vào đây để khi mà anh em đi lên đi xuống nó đỡ xước cái phần này, đỡ xước cái phần này. Với chiếc xe được chào bán với giá là 705 triệu đồng thì bên em vẫn còn bớt tiếp anh em nhé, vẫn còn bớt tiếp anh em, bớt tiếp và còn bao rút hồ sơ.
còn bớt và có bao rút hồ sơ cho anh em. Đấy, bán tải Toyota Hilux thì nó luôn luôn là một cái loại rất là giữ giá, rất là giữ giá, cho nên là giá bao giờ chào nó cũng căng hơn tất cả các loại xe khác như Ford Fiat chẳng hạn. Đấy, lốp treo xe còn rất là dày anh em nhá, lốp treo xe còn cực dày này. Đấy, lốp sơ cua anh em nhìn kìa, còn chưa chạm đất luôn. Con này thì được cái rất là đẹp. Mỗi cái biển Quảng Ninh nhà em thì nó hơi bị có tí phủ gầm ở đây nhá, hơi có tí phủ gầm và nó hơi bị xỉn một chút xíu rồi. Nói chung là không ảnh hưởng gì đến chất lượng xe cả, vẫn còn cực kỳ nguyên bản luôn. Cua lốp vẫn còn zin 100% này. Anh em thấy không? Rất là đẹp. Và chiếc này cũng đã có thanh thể thao, có thanh thể thao và cũng có lắp thùng cuộn anh em ạ. Thanh thể thao và có lắp thùng cuộn này. Đấy, tương tự như cái chiếc 2020 kia. Và nếu con này chạy số km cũng 4,2 nhá, 4,2. Tức là so với con kia thì nó chạy tương đương như nhau. Tương đương như nhau anh em nhá. Đấy, chiếc này thì chỉ chưa được dọn thôi, chứ con này mà dọn lên thì nó còn đẹp hơn cả cái con 2020 kia luôn. Rất là đẹp anh em nhá, nhìn này. Đấy, sơn xiếc nó đẹp như này. Và anh em nhìn bên trong nó cũng có màn hình Android, có cam lùi, có cam 360 độ đầy đủ hết, không thiếu một cái gì anh ạ, không thiếu một cái gì cả. Rất là đẹp, trần nỉ cũng nguyên bản theo xe, mới tinh, mới tinh anh em nhá. Đấy, không có một vết bẩn luôn. Đây là. Đấy, quá là ok. Hiện tại thì anh em đang có 3 chiếc Toyota Hilux này anh em nhá, 3 chiếc Toyota Hilux này luôn. Đấy, lốp theo xe này rất là dày, lốp này anh em mà đi tầm khoảng 5 vạn nữa thì mới nghĩ đến việc thay. Quay sang cái chiếc cuối cùng, đó là chiếc màu bạc. Chiếc màu bạc có thể nói là một chiếc màu đặc trưng nhất của Toyota. Từ cái thời 2009 cho đến bây giờ thì màu bạc nó luôn luôn là cái màu đặc trưng, luôn luôn là cái màu đặc trưng của Toyota Hilux anh ạ. Thì đây em giới thiệu cho anh em cái màu chiếc 2020 form cũ màu bạc, 665 triệu đồng, có bớt có bao rút hồ sơ anh em nhé. Xe này thì máy móc cũng còn nguyên zin và lốp dép cũng vậy, dép vậy, rất là đẹp. Ở bên trong nội thất thì ghế bọc da, ghế bọc da, nhưng mà cái phần ghế da của con này ấy, thì nó không được nổi bật như hai con kia. Ghế da của con này thì nó là ghế da công nghiệp anh em nhé. Thì anh em sờ vào đây là anh em có thể nhận được ra ngay là ghế da công nghiệp, thì sờ vào nó không được êm, không được êm. Tuy nhiên là toàn bộ hệ thống nội thất bên trong của chiếc xe ấy, thì nó cũng tương tự như nhau. Ví dụ như là cái hệ thống táp lô, táp pi và vô lăng phím còi, kể cả cái phần chế độ ga tự động cruise control nó cũng vậy, củ số vô lăng không khác gì cả, không khác gì cả anh em, không khác một chút nào cả. Chiếc này thì đã được lên cái trần 3D rất là đẹp anh ạ, chủ nhân họ may rất là cầu kỳ với cái đường viền đường vân này anh em nhìn thấy này. Đấy, đường viền đường vân rất là kỹ anh em này. Phối cái cách màu cũng em thấy rất là hay và nhìn nó cực kỳ sang trọng, nhìn nó cực kỳ sang trọng luôn. Đấy anh em quan sát này, rất là đẹp. Với giá 665 triệu đồng thì vẫn còn bớt và có bao rút hồ sơ anh em nhé. Lốp dép thì con này còn dày lắm, lốp con này anh em đi thoải mái luôn. Gầm bệ, à gầm con này thì đã có sơn phủ gầm rồi nhé, có sơn phủ gầm rồi, có sơn phủ gầm. Đấy, số khung còn rất là lét này. Ở trong ba con này thì có đúng cái con biển 18 này là chưa sơn phủ gầm thôi, còn lại là hai con này đã có hiện tượng sơn phủ gầm, nhưng mà nó rất là đẹp. Mới này thì sơn phủ gầm chắc anh em cũng không quan trọng lắm bởi vì nó đẹp lắm. Giờ thì em sẽ quay đến khoang động cơ của cả ba chiếc cho anh em nghe xem nhé. Ba cái chiếc này thì cái khoang động cơ của nó đều như nhau cả và trùng chung một bộ máy 2.4 của Toyota. Đấy. Thì giống y xì phóc nhau, nó chỉ khác nhau mỗi cái đầu này một chút thôi, còn lại tất cả như nhau. Đây là khoang máy của chiếc 2021 này, thì anh em nhìn này. Khoang máy của con này thì chưa được rửa ráy gì anh em nhé, chưa được rửa ráy gì. Thì anh em có thể nhìn thấy rất là mới. Đấy, nếu mà được rửa nữa thì nó sẽ sạch đẹp vô cùng luôn. Đây anh em có thể quan sát từng con ốc, nó rất là sáng, nó rất là sáng, chưa có một vết nào của tác động ngoại lực cả anh em ạ, không có cả lê mỏ lết nào vặn vào đây anh em nhé. Chiếc xe rất là mới, máy móc sáng quắc luôn, không có một con ốc nào ở đây được ra anh em nhé, không có một con ốc nào cả, đều zin tuyệt đối 100% hết, kể cả đến phần ốc capo này, tất cả đều zin và cam kết cho anh em là zin từng chi tiết để anh em yên tâm. Sang đến chiếc này cũng thế nhá, chiếc này máy móc nó cũng nguyên zin toàn tập luôn. Riêng phần ốc ác và máy móc con 2020 này cũng zin toàn tập luôn. Đấy, chỉ là nó không được đẹp hơn, không được đẹp như con kia thôi, còn nó cũng giống y xì phóc ấy. Y xì phóc luôn anh em có thể nhìn thấy đây. Không khác gì cả động cơ 2.4 của Toyota Hilux, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ nhá.
Còn đây là chiếc 2020 thì được spa kỹ quá này, nên nó rất là sạch. Nó rất là sạch, anh em có thể quan sát từng cái con ốc ở đây nó cũng đều rất là nguyên bản, không hề có một vết sứt nào anh em nhé. Với cái dòng xe lướt này thì anh em phải lưu ý là nó phải zin từng con ốc thì anh em hãy mua. Và bên em cũng thế, trước khi đi mua bên em phải kiểm tra rất là kỹ, sau đó mới mua. Đây, ốc capo này, anh em có thể nhìn thấy. Đấy là zin nguyên bản này. Và máy con này thì được spa rửa ráy qua cho nên nó rất là sạch, em thấy nó sáng bóng luôn. Đúng chất xe chạy 4,2 luôn, nó đẹp. Nó đẹp thực sự, nó sạch sẽ, được đánh bóng cả nước sơn này nữa. Vâng, vừa rồi thì em Quân Ô Tô đã giới thiệu cho anh em cơ bản qua về cái ba cái chiếc Toyota Hilux hiện được bày bán tại chỗ Tô Cũ Quảng Ninh. Anh em có nhu cầu sở hữu chiếc nào thì liên hệ cho em Quân để được em tư vấn miễn phí và báo giá một cách chính xác nhất anh em nhé, báo giá một cách chính xác nhất cho toàn thể anh em. Xin chân thành cảm ơn toàn thể anh em đã quan tâm ủng hộ kênh bán ô tô của em rất là nhiều. Mong rằng là tiếp tục được sự ủng hộ của anh em bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ để giúp cho kênh bán ô tô của em Quân ngày càng được lan tỏa.